Thưa quý vị và các bạn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, thay đổi hình thức tổ chức sản xuất gắn liền với thị trường tiêu dùng là chủ trương chung của Đảng, chính quyền các cấp. Đây là bước đi phù hợp để phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn hiện nay. Trong đó, lựa chọn cây trồng phù hợp điều kiện thổ nhưỡng sẽ mang lại giá trị kinh tế trên diện tích canh tác, phù hợp với thực tiễn và nâng cao đời sống nhân dân ở các vùng nông thôn. Phóng sự sau đây sẽ phản ánh về xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn phát triển trồng cây thanh long trên vùng đất vốn đã nhiều năm canh tác lúa. Bạch Đằng là xã miền núi ở khu vực phía bắc của thị xã Kinh Môn. Trong những năm qua, Đảng bộ chính quyền xã Bạch Đằng đã tập trung lãnh đạo, phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển mạnh hệ thống đường giao thông nông thôn. Nhiều tuyến đường ở Bạch Đằng đã được bê tông hóa, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thu nhập bình quân đầu người được nâng cao. Những năm gần đây, xã Bạch Đằng đẩy nhanh phát triển kinh tế nông nghiệp, xã có tổng diện tích đất canh tác là 488,3 ha. Nhiều năm trước, bà con nông dân chủ yếu trồng lúa nước và các loại cây rau màu, chủ lực là cây hành, tỏi và một số cây trồng khác. Trong vài năm trở lại đây, nông dân Bạch Đằng đã mạnh dạn nghiên cứu, tìm hiểu học tập trên sách báo, đi học tập kinh nghiệm ở một số địa phương khác, đưa giống cây trồng mới là cây thanh long ruột đỏ về phát triển ở địa phương. Năm 2014, ông Nguyễn Văn Thuấn là người đi tiên phong đi mua giống cây thanh long về trồng trên đất nhà mình với diện tích 3 sào. Ban đầu, ông trồng thử nghiệm hai loại thanh long ruột trắng và thanh long ruột đỏ. Với quyết tâm muốn đưa cây thanh long ruột đỏ trở thành cây trồng chủ lực, thay thế cho những cây trồng khác có hiệu quả kinh tế thấp, ông Thuấn đã đi tìm hiểu thực tế, học hỏi kinh nghiệm và bắt tay xây dựng mô hình trồng thanh long ruột đỏ. Để đảm bảo cho việc trồng thanh long ruột đỏ mang lại hiệu quả, gia đình ông chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ khâu làm đất, chuẩn bị cây trụ bê tông, lựa chọn cây giống. Như những cây trồng khác, ông Thuấn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật chăm sóc cây thanh long, những loại phân hóa học cùng với các chế phẩm kích thích cây trồng giúp cho cây lớn nhanh. Chăm sóc thanh long cũng không đơn giản, đòi hỏi kỹ thuật. Nhìn cây thanh long xanh tốt màu mỡ, nhưng khi gặp thời tiết bất thuận như mưa nhiều hay gặp nắng nóng thì cây sẽ nhanh chết và độ đậu quả kém hay bị thối nên khi bán không được giá. Thì đầu tiên là tôi trồng cái thanh long ruột trắng và cùng với thanh long ruột đỏ, hai cây này trồng song song với nhau. Thì trong quá trình thu hoạch tôi nhận thấy và đánh giá cây thanh long ruột đỏ nó có cái tính chất ưu việt hơn. Thứ nhất là ra nhiều đợt quả hơn, bán giá thành cao hơn. Còn cây thanh long ruột trắng, cái thứ nhất, một năm nó chỉ cho ra có 4 lần quả mà giá thành bán lại giảm một nửa. Thế cho từ đó tôi quyết định không trồng thanh long ruột trắng mà chuyển 100% sang ruột đỏ. Bởi vì hiệu quả kinh tế, cây thanh long ruột trắng tiêu chuẩn chế độ chăm bón như nhau, mà thứ nhất cái đợt quả ra chỉ được 4 lần. Còn đợt thanh long ruột đỏ thì ra một năm nó từ 7 đến 8 lần, độc quả đó, cái đợt quả ra đã gấp đôi lần. Và giá thành cũng lại bán gấp đôi. Cho nên từ đó tôi thay toàn bộ thanh long ruột trắng sang ruột đỏ. Sản xuất thanh long theo hướng hữu cơ này, khác với cái sản xuất truyền thống, tức là như thế này. So sánh giữa cái cây đây, sản xuất theo hướng hữu cơ nó nắng như thế này. Nhưng mà tàu nó rất là rắn, khỏe, không bị óp. Còn sản xuất truyền thống đạm nân kali nắng này, tàu nó sẽ bị óp. Thế mà tàu óp thì dinh dưỡng kém, chất lượng quả nó sẽ kém. Năm 2015, ông Thuấn quyết định trồng toàn bộ thanh long ruột đỏ theo hướng hữu cơ và mở rộng diện tích lên 1 hectare. Theo ông Thuấn, thanh long ruột đỏ không khó trồng, nhưng để có quả thanh long chất lượng, mẫu mã đẹp thì phải chăm sóc theo hướng hữu cơ. Chăm sóc cây phải bón hỗn hợp phân gà, phân lợn hoai mục trong giai đoạn thanh long đang giai đoạn ra hoa đậu quả, kết hợp với bón phân NPK để giúp đất tơi xốp, đồng thời thường xuyên cắt tỉa những cành nhỏ, chỉ dành lại những cành chính mọc trên đầu trụ để cây có nhiều ánh sáng quang hợp, sẽ cho sai quả. Thanh long trồng khoảng 8 tháng đến 10 tháng là bắt đầu cho thu hoạch. Ở giai đoạn này, cây còn nhỏ, không nên để nhiều quả vì cây còn non và yếu, phát triển chưa ổn định. Từ năm thứ hai trở đi, cây thanh long khỏe bắt đầu cho sản lượng cao, ổn định.
Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật nên sản lượng từ vườn thanh long của gia đình ông Thuấn từ 3 năm tuổi trở lên bình quân thu hoạch 8 đến 6 loạt quả mỗi năm. Theo ước tính trung bình, mỗi trụ thanh long một năm thu hoạch từ 50 đến 90 kg, với giá bán hiện tại thương lái thu mua là 20.000 đồng 1 kg. Như vậy, mỗi trụ thanh long trừ chi phí, ông thu lãi khoảng 600.000 đồng một trụ. Trồng sau 2 năm, thấy hiệu quả kinh tế vượt trội, thì tôi mạnh dạn tôi chuyển sang 1 hectare. Từ 1 hectare này, thì gia đình cũng lại không làm được, phải nhờ bà con làm. Thế bà con làm thì thực tế ra là hiệu quả kinh tế quá cao. Thế là bà con tiếp tục mở rộng diện tích, nhà nào cũng trồng. Từ mô hình trồng thanh long ruột đỏ, gia đình ông Thuấn không chỉ đi đầu trong phong trào thi đua phát triển kinh tế, ông Thuấn còn tích cực chuyển giao khoa học kỹ thuật, tuyên truyền vận động bà con nông dân trong xã Bạch Đằng tận dụng diện tích đất vườn tạp của gia đình để trồng cây thanh long ruột đỏ. Với hướng phát triển xây dựng mô hình chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ nhằm tạo ra một sản phẩm an toàn có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Năm 2016, diện tích trồng thanh long ruột đỏ ở xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn là 5 hectare. Đến năm 2017, diện tích đã tăng lên 10 hectare, và năm 2018 lên 30 hectare. Hiện nay, diện tích thanh long ruột đỏ ở địa phương này tăng vọt lên đến 60 hectare. Trồng thanh long này thì so với cam rồi ổi các thứ thì là nó cũng dễ hơn. Hiệu quả kinh tế so với cây lúa là cao hơn. Nông dân mà được chuyển đổi những cây trồng như này là phấn khởi bằng mấy núa chứ này phải chẳng phấn khởi. Nhà em thì trước kia là có 7 sào vườn. Thì là nó là vườn tạp và trồng nói chung là đủ loại cây, nó cũng các loại. Nhưng mà nó không có hiệu quả kinh tế. Thì trong 3 năm trở lại đây thì em cải tạo em trồng thanh long. Thì em thấy là hiệu quả kinh tế của nó thì là cũng được. Bọn em làm đây thì chất lượng sản phẩm nó đảm bảo, bán thuận lợi. Bọn em thì nói chung rất phấn khởi vì làm ra được sản phẩm, và cái thứ hai là tiêu thụ được sản phẩm. Vào thời điểm này, diện tích thanh long ruột đỏ ở xã Bạch Đằng lên tới hơn 60 hectare. Cây thanh long chín tới đâu, thương lái từ các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định về đặt mua hết tới đó. Vào những ngày này, thời tiết nắng nóng, do không có kho chứa bảo quản nên các hộ gia đình thu hoạch trong ngày được bao nhiêu cần bán đến đó, vì vậy không đáp ứng đủ lượng hàng cho thương lái. Để có đầu ra cho sản phẩm ổn định và chữ tín trên thị trường như hôm nay, năm 2018, Ủy ban Nhân dân xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể hỗ trợ bà con nhân dân thành lập Hợp tác xã Nông sản sạch Bạch Đằng. Đây là nơi để các hộ gia đình thường xuyên sinh hoạt, gặp gỡ nhau để học tập, trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ nhau về vốn, cây giống, động viên giám sát lẫn nhau, chỉ được sử dụng phân hữu cơ và các chế phẩm vi sinh. Nông dân Bạch Đằng trồng thanh long ruột đỏ hạn chế tối đa sử dụng phân vô cơ và các loại thuốc bảo vệ thực vật, tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn của quy trình hữu cơ. Đồng thời, sử dụng hệ thống xác thực điện tử VNPT Check giúp cho người tiêu dùng quét mã và truy xuất thông tin chi tiết về hàng hóa mà họ đã mua, gồm nguồn gốc sản phẩm, thông tin sản phẩm, doanh nghiệp sản xuất. Hơn nữa, với đặc điểm là tem điện tử, VNPT Check sẽ giúp cho người tiêu dùng có thể mua hàng tại các chợ nhỏ, chứ không nhất thiết phải vào siêu thị, vẫn có thể xác định được nguồn gốc hàng hóa, phân biệt hàng thật, hàng giả. Tem điện tử VNPT Check không chỉ tiện lợi cho người tiêu dùng mà còn mang lại nhiều lợi ích cho Hợp tác xã Nông sản xã Bạch Đằng, nâng cao khả năng cạnh tranh, và đó cũng là công cụ tự bảo vệ thương hiệu thanh long ruột đỏ, nâng cao sự cạnh tranh cho sản phẩm của mình trước các loại thanh long cùng trên thị trường. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng là một trong những cái vai trò rất cần thiết đối với nhân dân. Đây là một cái việc coi như là xóa được đói, giảm được nghèo cho nhân dân. Thứ hai nữa là việc phát triển này thì mới nâng cao cái thu nhập của đời sống nhân dân. Thì cái mô hình ở đây chúng tôi cũng rất nhiều mô hình, tức là ngoài việc trồng tỏi, trồng hành, cây mùa vụ đông, rồi mô hình chăn nuôi đà điểu, rồi mô hình nhãn, thế nhưng mà nhất là cái mô hình thanh long ở đây thì trên thực tế là chúng tôi hiện nay là có khoảng 60 ha thanh long. Đấy, cây thanh long này cho thu hoạch rất ổn định, một sào là từ 15 đến 20 triệu cho một sào trên năm. Mà rồng thì cũng rất là dễ trồng, đấy, vùng đất trũng có thể vật lên trồng được, đấy, và cũng mong rằng Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, rồi là Ủy ban nhân thị xã, Ủy ban nhân tỉnh Hải Dương cũng quan tâm đến người dân để phát triển cho ổn định. Thì thứ nhất là
hỗ trợ cái vốn ban đầu, hai nữa là đầu tư tư cho cái phân bón, thứ ba nữa là chú trọng đến về khoa học kỹ thuật, thứ tư là cái công tác cải tạo nguồn đất để cho nhân dân có những cái kích cầu để nhân dân tập trung sản xuất và nâng cao cái thu nhập đời sống nhân dân. Trong năm tới thì thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thị xã về cái việc phát triển kinh tế hợp tác xã, thì chúng tôi sẽ lấy cái mô hình hợp tác xã Thanh Long của Bạch Đằng làm một cái mô hình mẫu, và trước mắt là sẽ mời các cái địa phương khác trong địa bàn thị xã tới tham quan và học tập, và từ đó sẽ nhân rộng ra các cái mô hình hợp tác xã khác như là cam Thất Hùng, rồi là các hợp tác xã về trồng sản xuất các cái loại cây rau màu khác ở trên địa bàn, và nhân rộng cho toàn thị xã. Qua đánh giá, theo dõi mô hình trồng thanh long ruột đỏ của xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn cho thấy cây thanh long ruột đỏ phát triển tốt, đã cho quả và thích nghi với điều kiện khí hậu đất đai ở địa phương. Đây là loại cây trồng đầy triển vọng và là loại cây dễ trồng, không kén đất, có khả năng chịu hạn cao nhưng lại cần nhiều nước và không ưa đất quá ẩm ướt. Qua các cái mô hình thực tế tại Kinh Môn thì thêm một nét nữa là không những thích nghi với cái điều kiện thời tiết, khí hậu với đất đai tại cái vùng Kinh Môn, mà cái cây thanh long ấy thì cũng rất là dễ tính, dễ trồng, thế và sinh trưởng phát triển rất là tốt, và đặc biệt ấy là cho cái năng suất ổn định và cho cái hiệu quả kinh tế rất là cao, thế và người dân thì cũng dễ là chăm sóc. Thế thì cho nên là trong cái thời gian tới đây để thực hiện cái việc mà chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa, chuyển những diện tích lúa hiệu quả chưa cao sang trồng các cái cây rau màu và cây ăn quả, thì Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chúng tôi cũng đang lập kế hoạch và sẽ xây dựng cái kế hoạch để chuyển đổi lúa sang các cái cây trồng khác, và đặc biệt đối với Kinh Môn và Chí Linh thì sẽ tập trung là chỉ đạo để chuyển đổi sang cây thanh long. Tuy nhiên ấy thì cái việc chuyển đổi này thì cần gắn với cả thị trường tiêu thụ đấy, thế và cái thứ hai nữa là nếu như gắn được với các cái công nghệ mà bảo quản chế biến thì là tốt nhất, để làm sao ấy mà cái phát triển cái sản xuất cây thanh long vừa là bền vững và vừa cho cái giá trị gia tăng cao. Từ mô hình thanh long ruột đỏ của hợp tác xã Bạch Đằng đã đem lại hiệu quả xã hội nhất định, đã góp phần nâng cao năng suất lao động, thu nhập bình quân của hộ dân được tăng lên đáng kể. Mô hình này cũng đã tạo công ăn việc làm cho hơn 100 hộ gia đình tại địa phương, góp phần xóa đói giảm nghèo, thực hiện chính sách an sinh xã hội. Ngoài ra, trồng thanh long ruột đỏ còn góp phần gắn kết các hộ nông dân lại với nhau thông qua mô hình hợp tác xã. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt thuận lợi, việc phát triển mô hình thanh long ruột đỏ tại xã Bạch Đằng vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập nhất định, như một số hộ còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn để chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ lúa, vườn tạp sang trồng thanh long ruột đỏ. Từ thực tiễn phát triển mô hình cây thanh long ruột đỏ ở xã Bạch Đằng trong thời gian qua và tình hình hiện nay, đòi hỏi các ngành, đoàn thể địa phương cần xây dựng đề án sản xuất cụ thể để hỗ trợ nông dân vay vốn ngân hàng, mở rộng diện tích. Đồng thời, các hộ gia đình trồng thanh long ruột đỏ cũng rất cần hỗ trợ kỹ thuật, văn phòng giao dịch của hợp tác xã, nhà kho bảo quản sản phẩm. Có như vậy, thương hiệu thanh long ruột đỏ Bạch Đằng, Kinh Môn mới phát triển bền vững, mang lại giá trị cho người nông dân.